Sáng qua, Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố ngành ngân hàng phối hợp với Cục An ninh Nội địa thuộc Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống khủng bố trong toàn ngành ngân hàng. Hội nghị đã tuyên truyền về chuẩn mực quốc tế về chống tài trợ khủng bố, cũng như pháp luật của Việt Nam về vấn đề này. Các diễn giả cũng trình bày về luật phòng chống khủng bố và các nghị định hướng dẫn thi hành, cũng như giải pháp đảm bảo công tác an ninh, an toàn tài sản tại các trụ sở, kho tàng thuộc ngân hàng nhà nước. Hội nghị nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức của các đơn vị trong ngành ngân hàng về công tác phòng chống khủng bố đã góp phần giúp hoạt động của ngành ngân hàng ngày một an toàn và hiệu quả.